cái thằng kim ngọc chính này các bạn hoa nó đẹp cực kỳ luôn á các bạn thấy cái lớp ngoài này nó tía nè các bạn thấy không cái lớp ngoài nó tía nó tía mà nó có màu tím này là màu tím chứ không phải là tím tía đó, chứ không phải là màu tím màu cà màu tím tía nha các bạn cái màu nó thật sự đẹp hoa bốn lớp luôn các bạn to hoa bốn lớp này cái màu ngoài này các bạn thấy nó gì nó tía không ở trong thì nó tía ấy nhưng mà ở ngoài thì nó tía rất là đậm luôn nha các bạn nè nó tía nè các bạn thấy đã không cái màu tía của nó nó tía nó như cái áo dày nhung nó tía đã luôn hoa bốn lớp luôn các bạn thơm cực kỳ thơm cái thằng kim ngọc chính nha các bạn mà mình thấy trên thị trường người ta cũng ít kiếp cái lại thằng kim ngọc chính này không biết lý do như thế nào thì mình không hiểu chứ mình thấy là thị trường thì nó ít 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 cái lại nè các bạn thấy tía nè tía nè nó tía dày đây nè nó cái lớp ngoài nó thì nó màu tía nó tía như cái áo dài nhung nó đã lắm bốn lớp mà hoa to nha các bạn thơm nắng nó lên là bắt đầu nó, nó tỏa mùi hương thơm mà. mà cái nụ nó trổ cũng ấy lắm các bạn thằng kim ngọc chín nha các bạn kim ngọc chín rồi mới tới kim ngọc mười đây là kim ngọc mười kim ngọc mười thì nó có sọc ha thằng kim ngọc mười thì nó có sọc nha các bạn này là cái thằng kim ngọc mười thì nó có sọc thằng kim ngọc chín nó không có sọc ha này là kim ngọc mười thì nó có sọc thằng kim ngọc chính thì nó chỉ là tím như ấu vậy nhung thôi, nè, các bạn thấy đã không? đẹp, rất là đẹp nhưng mà đặc biệt cái thằng kim ngọc chính này nè, mình à, nó rất là sai lai like trái nha các bạn, ở cái um, cái chùm hoa này nè, nó được bốn nụ, bốn nụ các bạn, thì mình nghĩ thì thôi, có nhiêu mình lai like, nhiêu mình lai like thôi chứ mình không có nghĩ là nó đậu hết, mình lai like bốn nụ nó ra bốn trái luôn các bạn, nè, một trái nè hai trái nè ba trái bốn trái các bạn thấy kinh khủng không ra bốn cái hoa lai ra bốn trái luôn nó xiên thiệt hết chứ rất là siêng đậu luôn nha các bạn trái to chà bá ngộ thiệt luôn mình nghĩ là cái hoa bốn lớp này thì nó khó lai like lắm thường thường ở thằng như cái thằng phong huế năm mà các bạn nó bốn lớp năm lớp mà nó khó lai like lắm lai like nó không có đậu nhưng mà thằng này thì nó là dễ đậu mình không hiểu luôn mình cứ nghĩ rằng cái thằng bốn lớp nó năm lớp này thì nó rất là khó lai like luôn hoa to hương thơm mà màu tím đã thì tím tía 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 nhung đã thì mà lai trái thì cực kỳ là 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 là, là, là siêu đậu nó ra mà mình thấy cái cây nó nhỏ quá mình nói mình lai thử ở trong một cái chùm hoa nó bốn hoa lai đậu đủ bốn trái này là là, là 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 bài thuốc của minh mạng này. ngủ năm bà rồi có bầu năm bà đây à bài thuốc của minh mạng cái thằng cái ờ, kim ngọc chính này nó đã thiệt cái chứ từ trước đến giờ mình cái lai like kim ngọc 10 rồi kim ngọc 6, kim ngọc ấy rồi chứ mà kim ngọc chín này mình ít cái khi nào mà mình mình lai với lại mình mình ghép lắm mình biết là nó đẹp nhưng mà mình không có chú tâm á rồi mình không có ghép mà mình thiệt sự hoa nó cực kỳ đẹp luôn ha kim ngọc chín các bạn nào sau này các bạn cứ sưu tầm kim ngọc chín nha về chơi cho nó thỏa thích hoa to hương thơm mà nó đẹp cái màu nói về cái màu tía thì không có thằng nào tía được qua kim ngọc chín nha các bạn tía cực kỳ tía luôn cái thằng lê nga coi vậy chứ mà nó nó chỉ màu hoa cà thôi chứ nó không có tía được như cái thằng kim ngọc chính này ha. nó làm còn cái thằng này thiên đường của mình hôm nay nó trổ nha các bạn thiên đường của mình hôm nay nó trổ thì à, đây là cái 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 bông thiên đường nó trổ nè hoa bốn lớp nha các bạn hoa bốn lớp hoa rất cực kỳ to luôn đây là hoa chữ của thằng thiên đường ha hoa xé như bông hồng ngày xưa mình cứ giới thiệu cho các bạn là hoa xé như bông hồng thấy nó xoáy không thì bây giờ mình sẽ quay lại thấy nó xoáy. Hoa xế như bông hồng Hoa thiên đường nha các bạn, bột hoa giống mới. Trắng nền đỏ, sọc hồng à sọc đỏ. Trắng nền đỏ sọc đỏ nha các bạn. Hoa xế như bông hồng, hoa bốn lớp, hoa to cực kỳ to. Mình để cái chén ăn cơm là nó bằng à. Các bạn thấy cái nụ nè, các bạn thấy ứng thấy cái nụ này là biết rồi. Nhưng mà được cái cái là nó cực kỳ sai bông nha các bạn. Nó cực kỳ sai bông. Thiên đường này các bạn nên sưu tầm không không phải là mình nói mình dụ các bạn đâu nhưng mà thật sự nên sưu tầm hoa cực kỳ đẹp ở đây mình ghép được một hai ba bốn bo bốn bo ra hai bốn sáu sáu tược sáu tược nha các bạn các bạn đếm nè một tược nha à. tay mình đâu là? đây một tược ha hai tược ha ba tược ha bốn tược ha năm tược ha sáu tược mình ghép sáu tược ra được sáu tược bông các bạn thấy nó xuyên bông kinh không? nó ra bông đẹp cỡ này nè. Các bạn nhìn thấy đã không các bạn? Cái nụ của nó không mà nó bằng cái ngón chân cái luôn thì các bạn cứ nghĩ nó rỡ có bao hoa to như thế nào. À, đây là hoa thiên đường, một hoa giống mới của vườn mình lại tạo ha. Mình giới thiệu cho các bạn để các bạn nào thích cái mẫu này thì nên sưu tầm cái mẫu này ha. Hoa thiên đường, hoa to, sáng tài, sáng sân khấu cực kỳ luôn, xoáy như bông hồng thằng này nó chưa sấy đâu có nhiều cái bông nó đổ nó xoáy như thế đã luôn nó xoáy cứ lớp này nó đổ nó cứ giữa lớp này thì hai cái lớp này nó điền nhau hai cái lớp này điền nhau thì giữa lớp này nó như ngôi sao xếp vậy đó rất là đẹp ha đó là hai cái loại hoa mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha thiên đường và kim ngọc chính ha bạn nào thích cái uh, gu nào thì nên sưu tầm cái gu đó ha mình uh, chào tất cả các bạn nhé ngày xưa ông bà mình thường nói là thương nhau cho lắm bằng mười hại nhau mình nói cái này mình mới nhớ tới cái thời kỳ ngày xưa mà cái lúc mà các bạn nào mà Mà chơi cá la hán á, thì hồi đó mình cũng chơi thì mình mua được con cá la hán mà cái đầu nó u u lên á, mình mừng lắm mình cưng lắm thì người ta nói rằng là nuôi cá la hán mà cho nó ăn nhiều thì nó mau chết mà cho nó ăn ngày tiêu chuẩn một bữa thì sống nó được xấu bền thì mình cứ thương mình cứ đi ra cái mình bốc nóng cám mình rải cho nó chứ mình đi vô mình bốc nóng cám mình rải cho nó riết cái cửa từng lễ sau của nó sình ruột nó chết thì người ta nói là cho nó ăn nhiều nó mau chết còn cho nó ăn ít thì nó lâu chết nha các bạn <laughs> mình nói tới đây mình mới nhớ tới cái cây sứ của mình á <laughs> mình có cái cây sứa cạnh đi này nè các bạn thấy không nó nó cao nó to như thế này nè thì cái cây này mình trồng nó được 3 năm rồi mà mình không có chăm sóc mình để đến đầu tường á mình để tuốt cái đầu tường đó mà nó rồi cũng phân phí cũng không bỏ nước thì ít tưới nó cần cỏ như thế này nè nhưng mà đặc biệt con cái nó rất là mạnh nha các bạn nó rất là mạnh mình bỏ liều như thế này nè mà nó tự sống rồi nó tự ấy nè rồi đến một cái thời gian nào đó mình cũng ít cái tưới mà cô dép cho nó cái nó thúi cũ các bạn nè nó thúi cũ nó thúi cũ thì mình cũng bỏ liều luôn mình kêu nói chung là cái cây này thì mình cũng không có mặn mà nó nó chết thì nó chết nó sống thì nó sống rồi nó tự thúi cũ xong rồi nó tự lành các bạn nó tự lành rồi nó tự bọc để non nó ra luôn cho nên những cái cây nào mà mình thương á mà mình cứ mình chăm sóc nó mình bón phân nhiều rồi mình xịt thuốc kích lá kích đồ thì nó mau dễ bị hư nha các bạn còn những cái cây nào mà mình không có quan tâm tới nó mình bỏ liều luôn như cái cây này bỏ trên đầu tường tuốt ở ngoài cái đầu tường xa mà thì nước cũng làm biến tưới nó cũng không tới một phân thì hầu như suốt năm mình bỏ cho nó được lần hai lần lúc nào rảnh nó có ấy thận tay thì mình rải cho nó nóng còn có thôi <laughs> mà các bạn thấy này nó nó cần cỏi nhưng mà nó rất là mạnh nha cây này bây giờ á nếu mà mình ấy xong mình thay chậu cho nó xong mình bón phân cho nó thì nó sẽ rất là mạnh luôn nhé các bạn được cái bồ cũ rất là đẹp bồ cũ cực kỳ đẹp luôn đó các bạn nè các bạn thấy nè bồ cũ nó là nó nùi 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 nù, nó đã lắm nói chung là nó 3 năm rồi mà từ cái ngày mà một cái cây xứ hạt nó nhỏ xíu à Đó, rồi bắt đầu nó xấu mình cắt mình ghép mà đến nay đến 3 năm rồi không chăm sóc không coi nó mà nó sống nó vẫn sống cũ bự lắm nha các bạn cũ nuôi nuôi nhìn thấy đẹp lắm rồi nó tự động nó thúi cũ rồi nó tự động nó lành nói chung là là mình không có quan tâm tới nó mình không có chăm sóc nó thì nó phải tự bản năng của nó nó xử tự sinh tồn nó tự sống luôn các bạn <laughs> thúi cũ nè mình thường thường ở những cái cây mà thúi mình chữa cũng có cây được cũng có cây không chứ không phải là nói là ừ mà thúi cũ là tất cả các cây đều chữa được hết nha các bạn còn riêng cái cây này thì mình hầu như mình không chăm sóc luôn coi như là thúi là mình bỏ mà mình ở tuốt ở đầu tường á nói chung là mình cũng có, có thời gian đâu mà mà máy được rồi mình bỏ cho nó rồi nó tự động rồi nó nó thúi nó thúi xong cái tưởng đâu nó thúi bỏ luôn rồi nó tự động nó lành lành xong rồi bây giờ nó ra rễ non à nè cái rễ này là cái rễ này là nó nó mạnh hơn nè cái rễ này nó mạnh hơn nó đâm xuống trước nè cái rễ này cũng vậy nè thấy chưa còn mấy cái rễ này là cái vỏ ở ngoài nó ấy thì bắt đầu từ từ đấy thì bắt đầu là nó nó ra nè được có cái là cũ rất là đẹp thì cái thằng này á bây giờ nó đang nụ như thế này nè bây giờ mình sẽ ra mình xả ấy rồi mình mình vô phân cho nó là nó sẽ tốt thôi các bạn Đó. các bạn thấy không mình không có chăm sóc nhiều không có ấy bỏ liều mà nó lại sống dai mà cây này nó rất là mạnh luôn cây này đã thật sự nó cực kỳ mạnh luôn á các bạn thấy biết rồi nó tự thuốc cũ mà nó tự lành này là các bạn biết rồi suốt năm quanh tháng không cho phân cho phí gì hết mà nó tự động nó sống nó rất là mạnh luôn cho nên là người ta nói rằng là mình chăm sứ mà mình cứ mình kích kiểu cũ cho nó mau lớn hoặc là các bạn xịt cho lá nó xanh nó tốt này kia kia nọ khi mình bán về cho các bạn sợ rằng các bạn chăm lại không kịp cho nên tại sao mà mình không dám mà 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 kích cũ mà mình cũng không dám xịt phân bón lá là như vậy tại vì mình muốn trồng nó trà nó chôm như thế này thì nhiều khi bán cho các bạn các bạn chê các bạn nói là, là cây không được lực không được xanh tốt nhưng mà thật sự những cái cây này về các bạn thay chậu nha đó như cái cây này các bạn thấy không nó còi cọc nó này kia cái nọ mình không xịt phân bón lá cũng không bỏ phân này các bạn này không có một hạt phân nào à, mà nó vẫn phải tự nó ra rồi nó cháy lá coi như mình không tưới cho nó mà nó cháy lá hết rồi nó tự ra hoa luôn các bạn thấy không đó, những cái cây này thật sự bây giờ nếu mình chăm lại mình tháo ra bắt đầu mình vô phân á các bạn rồi xong có mình thời gian xong có mình kích rễ rồi cho nó là bỏ đảm cây này lên phà phà bông này là cây là hoàn hạnh bông rất là bự chứ không phải bông như thế này đâu này là nó trổ dặn ở trổ ép trổ sát nè các bạn thấy này mình để ngoài đầu tường phân không bón nè toàn là trấu không không có chất gì nó ăn luôn mà nó vẫn phải sinh tồn nó vẫn phải sống trụ hoa đồ đàng hoàng cho mình thấy không Đó, như cái cây hoàng hạnh này thế chứ đừng nó đâu xa thì có nhiều bạn nói là cây của anh không có lực không có xanh tốt đúng vậy muốn xanh tốt nó dễ lắm các bạn các bạn chỉ cần thay phân cho nó xong xuôi là các bạn xịt phân bóng lá cho nó là nó lên phà phà nó xanh nó tốt rồi còn mình cố tình là mình để như thế khi mình bán về cho các bạn cái cây ti rằng là nó không được sung nó không được xanh tốt nó không được mật mật mà, mà nhưng mà các bạn chăm nó dễ hơn à, nhất là những cái khu vực ngoài bắc á mà mình ở đây mình chăm tốt quá là mình gửi về cho các bạn từ trước sau gì nó cũng phải thối đọt, thối thân, tại vì khi các bạn xài phân bón lá nhiều thì cái 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 các cái, cái tế bào nó quen với cái phân bón lá này nó không tự do để mà nó sinh tồn được thì trong thời gian sau nó bị nắng mưa rồi dồn dập cứ lúc nắng lúc mưa lúc nắng mưa anh khá không nổi là bắt đầu anh thúi anh thúi đọt anh thúi thăng rồi anh thúi rễ nữa cho nên là các bạn đừng có ham mua những cây sứ xanh rì xanh tốt về nó tốt thì nó tốt đó mà cái quan trọng là các bạn có chăm được hay là không à, chăm được để cho nó tốt như người ta chăm hay không tại vì thật sự mình nhà vườn mình có nhiều cái bài thuốc độc lắm muốn xanh tốt cỡ nào muốn ra hoa cỡ nào muốn ra đọt bao nhiêu là mình làm theo ý mình được hết nhưng mà cái ý của mình là mình không muốn như vậy mình muốn cho nó còi cọc à mình muốn cho nó còi cọc như thế này rồi để khi bán về cho các bạn Các bạn tự tay các bạn chăm nó xanh nó tốt hơn Thì thích hơn, mê hơn Còn bây giờ mình bán cho các ca Các bạn một cây xanh rì đang tốt Ôm về cái về đâu chừng tuần lễ nửa tháng vậy Bắt đầu nó xuống lá, có bắt đầu nó vàng lại Các bạn nản nó sao không chăm tốt vậy mà mình chăm không tốt Thực sự nó có cái chiêu bài của nó hết Thì mình nói là mình nói như vậy Để các bạn thấy rằng là không phải mua những cái cây sứ xanh rì tốt mượt mà là tốt mà Thật sự những cái cây sứ mà nó còi cọc như thế này nè ha à, thì về các qua tay các bạn các bạn có lỡ mà làm biến châm. nó vẫn phải sống nó vẫn phải xanh tốt. Nó không nó đã nó đã có cái sự xa kháng 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 thể rồi. À, cho nên là các bạn cứ yên tâm ha. Thứ nhà mình thì không xanh tốt đâu. Không xanh tốt, không mượt mà, muốn mượt mà rất là dễ. Muốn mượt mà rất là dễ. Thí dụ như cái cây phương nam này nè. Mình chỉ cần xịt một đợt phân bón lá thôi là bắt đầu nó ra phà 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 dễ lắm. Còn những cái nụ này nè, những cái nụ này này nha các bạn. Thì nếu các bạn để tự nhiên thì nó có thể là nó rụng gần hết luôn Nó rụng. Tại vì bản thân của nó nó không có đủ sức để nuôi cái dàn nụ này. Thì các bạn phải can thiệp bằng thuốc thì nó mới đậu được cái dàn nụ này. Thì nó mới nó mới trổ hoa nha các bạn. Đó thì đó là những cái chiêu thức của 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 làm hoa. Thì đây như là cái cây kim ngọc 10 nè. Có nhiều em nhiều bạn á mình bán cho các em các bạn ngoài trung mà các bạn nói là anh ơi cái cây kim ngọc mười này sao của em nó tét tè lè tét lét hết trơn nó tét ra bông nào nó tét bông đó thì nói chung nó tét cái kim một mười này nó thường thường nó trổ được bông đầu là nó hay tét nha các bạn nhưng mà các bạn gia giảm phân đạm đi rồi à, cố gắng xịt kali với lửa à, lăng cho nó rồi à, giảm phân đạm đi rồi cứ xịt ly ca lăng đó thì nó sẽ hết tét và nó trổ bông rất là đẹp ha nó tét thì hầu như bằng nhất là những cái cây gì các bạn biết không như cái cây kim phát này Đó. cây kim phát thật sự hoa rất là đẹp luôn nhưng mà có mỗi tội nó tét nản lòng mà mình không muốn ghép lại như vậy nhiều khi nó tét về rồi mấy bạn chăm không được nó tét hoài mấy bạn nản nó như cây kim ngọc 10 nè <laughs> các em nói là anh ơi cây kim ngọc 10 này nó tét hoài coi bông không có được nhưng mà nó có cái dư thức của nó thì các bạn cứ giảm phân đi giảm phân và xịt coi như là siêu calăng, lăng siêu lăng với siêu kali cho nó cứ 4 ngày 3 ngày 4 ngày một lần khi từ khi nụ cho đến khi nó trổ hoa như thế này thì nó sẽ trổ tròn bông nó sẽ không tét đâu đó. À, mà đa số là thường thường nó trổ đợt đầu là nó hay tét nó tét mãn lòng luôn nó tét banh chành không có coi được hoa luôn á đó. đó là những cái sứ hoa hoa sứ tét thì um, <laughs> như cái thằng thằng ấy này cũng vậy nè cái thằng uh, ngăn hà năm này cũng vậy nè nó cũng hay uh, ra những cái đợt bầu đầu thì nó cũng hay tét lắm nhưng mà sau này khi bắt đầu mình gia giảm rồi thì nó cũng hết tét Thật cái mặt nông này nó rất là đẹp nha các bạn ha. Đây là cái hoa kim tấm Còn mình giờ giới thiệu cho các bạn nè Cái cây lê nga nè Cái cây lê nga này là lâu lắm rồi Mình không có like cho các bạn Hoa màu tím hoa cà rất là đẹp nha Màu màu tím hoa cà nhưng mà rất đẹp Xuyên bông cực kỳ luôn Ra mà đến nỗi mình mà nó ra bông liên tục Mà coi như là cành ra không nổi luôn Mà nó trổ bông rất là đẹp luôn Ha, màu tím hoa cà trổ rất là rộ nó tên là lê nga ha lê nga nhưng mà nói chung là mình ít ghép cái cây này ra cho các bạn lắm cho nên hôm nay cái um, cái cây này nó có hoa mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn các bạn nào mà có muốn sưu tầm cái lại hoa lê nga này thì mình sẽ ghép mình để đó rồi các bạn là sưu tầm hoa chùm hoa rất là rộ hương thơm mà được có cái là nó màu tím hoa cà ba lớp luôn màu tím hoa cà rất là đẹp ha hoa lê nga <laughs> À, mấy bữa nay nó mưa riết rồi các bạn Nó mưa là nó mưa nó dập hết ra cái hoa nào Là nó dập cái hoa đó nè các bạn thấy nè à, Như cái cây à, ba lớp này nè Cây ba lớp con của rồng đen nè Các bạn thấy nè Nó trổ nè Nó trổ nó chưa kịp ra là nó đã dập nó rụng, rụng à, Rụng mất Dập rụng hết Trổ chưa kịp ra là dập rụng sạch Mới trổ ngày hôm qua đẹp vậy Hồi tối mưa giờ lại dập te tua tơ tả dập hết Cho nên mùa mưa thì các bạn Phải chấp nhận thôi có một cái anh ở ngoài bắc hồi sáng anh mới nhắn cho mình anh nói anh ơi sao hoa của em nó ra là ra được cái hoa nào nó rụng cái hoa đó hết rồi. thật sự như vậy á mùa mưa mà nó ra hoa là nó sẽ dập nó sẽ rụng hết rồi các bạn khó lắm nè các bạn thấy nè à, như cái cây phương lâm vàng này nè đó nó ra hoa như thế này mà các bạn thấy nó ra nó ra nó chưa kịp trổ nó đã dập te tua tơ tả nó dập hết rồi dập, dập nát hết thì mùa mưa thì phải chấp nhận thôi chứ vừa mình cũng không biết khen các bạn như thế nào thì um, còn ở những cái vùng nào mà có mùa nắng á, nắng nắng á, thì nó cũng rụng hoa nó cháy thì cái đó là do sương muối nha các bạn thì sáng ra các bạn chịu khó các bạn rửa rửa rửa, nước đó đi rửa nước đó đi rồi dùng 901 á mua cái hộp thuốc đầu trâu 901 có về rồi các bạn pha một gram trên lượng một lít nước các bạn xịt cho nó xịt từ cái ngại nụ nhỏ này nè từ cái ngày nụ nhỏ này này xịt miết tới cái ngày nó có hoa luôn nha các bạn thì nó sẽ trổ được ừ. ở đây thì mình thí nghiệm rồi mình làm mình thấy nó như vậy mình à... Mình có cái cây sứ hạt này các bạn Này nó trổ đẹp quá Này nó trổ bông ít lắm Nói chung là Có cái cây sứ hạt này nó trổ rất là đẹp luôn Ha ở kính kép, Nó trổ rất là đẹp Mà cái màu nó, nó Nó ở ngoài Thì nó là màu tía Ha Màu tía nha các bạn Ở trong này là nó màu Cam Hỏng Tím Rồi cam Sọc vàng Sọc đỏ nhung Đúng hết nó pha màu cũng rất là đẹp giống như đại mỹ nhân. Nó đẹp ha. Cây này à, mình bán 150k ha. Cây rất là đẹp. Cây này bạn nào lấy thì mình bán 150k ha. Cây rất là đẹp, chỗ bông rất là đẹp luôn. Thì ở à, đây mình cũng nhắn luôn với các bạn mà gieo hạt mùa mưa ha. Các bạn gieo xong các bạn để ngoài nắng cho mình nha, để ngoài nắng cho mình luôn không được để trong mát mùa mưa này để trong mát thú hết để ngoài nắng lấy cái đồ đậy lại ha từ 7 đến 10 ngày sau là nó sẽ mọc lên thôi đây mình để giữa trời nè các bạn thấy không đó không có một mảnh che luôn mình cứ để giữa trời về nữa nha đó rồi bắt đầu mình lấy cái đồ mình đậy lại thấy dê trong cái chậu đen thì lấy cái nắp chậu đen đậy lại dê thùng bút thì lấy cái nắp thùng bút đậy lại thì 7 ngày đến 10 ngày sau nó sẽ lên như thế này nè các bạn thấy nó đội nè nó đội lên, à, lên nè thấy chưa nè nó đội nè nè đó nó đội nó lên nó thấy chưa nè nó đội nè các bạn thấy nó đội u u cục cục vậy á là nó sắp lên nè thấy chưa Nè nó đổi nè, u u cục cục vậy là nó sẽ lên nè. Nó nó sẽ lên ha. Đó nè, nó sẽ lên nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đó nó lên hết nè, nó đậu u u cục cục nè, nè. Các bạn thấy nó đậu u không? Nè nó u cục cục nè, thấy chưa? Đó, nè là nó sẽ lên, thấy chưa? Đó, nè nó u cục cục nè. Đó nó sẽ lên hết nha các bạn. Thì um, các bạn cứ gieo um, trong cái thùng đen, thì lấy cái nắp thùng đen đậy lại cho mình vậy thôi. Đó, cứ đậy đậy lại cho mình. 7 đến 10 ngày sau là nó lên chừng nào nó lên được bốn lá thì các bạn đem vô trong lưới ra đó bây giờ cái cái số đó là mình gieo được 7 ngày rồi đó còn cái thằng này là 12 ngày nè thằng này là 12 ngày nè đó thấy chưa 12 ngày thì nó lên được như thế này đó, nó lên nó nó cứ nó giữa lên thôi để giữa trời cho nó nắng nó nắng cho nó đủ ẩm cho nó cao để cho nó mọc cho nó mạnh nha các bạn đừng có đem trong mát nhiều các bạn thương mình đã nói hoài cứ đem trong mát thú sạch thú hết nó không đủ độ ấy nó bắt đầu hạt nó lên nó chưa kịp ấy là nó thú sạch luôn á Ha. cứ để ngoài nắng về lấy cái đồ đậy lại vô trong thùng đen thì lấy nắp thùng đen đậy lại ha rồi khi nó được 4 lá đến 6 lá 6 lá thì các bạn đem trong lưới ăn mình đem trong lưới ăn mình để vậy thôi đây khi nó được 6 lá rồi mình đem trong lưới ăn mình để như thế này thôi đơn giản rồi là bắt đầu cứ, các bạn cứ một tuần nữa thì các bạn xịt uh, rút hai cho nó xịt phân bón lá cho nó để cho nó dưỡng nó lên chứ còn các bạn cứ sợ nó ở ừ, kích nhiều này kia cái, cái nọ không xịt nó không lên đâu cây con mà mình nuôi nó như giống như con mình cho uống sữa vậy đó không cho uống sữa nó không lớn ha. vậy nha thôi thì một ngày mới hai ba trồng chúc tất cả anh em gần xa nha luôn luôn được mạnh khỏe nha làm ăn gặp nhiều may mắn phát tài phát độc sức khỏe giàu gia đình hạnh phúc xin chào tất cả anh em nha xin chào tất cả mọi người cái cây sữa hạt này đẹp đó, các bạn quá đẹp ha rồi ok nha chào tất cả anh em